Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bạn và các vị quay trở lại với số Phạm Huấn. Đó thì hôm nay bên em tiếp tục về cái lô túi đồ nghề hàng của hãng Daikin các bác nhá. Hãng này thì nó chuyên may túi để nó cho nhân viên đi làm các bác nhá. Đó, hãng này nó chuyên may túi đồ nghề cho Daikin nó đi làm các bác nhá. Đó, đó thì hôm nay bên em lại về được một lô cái túi đồ nghề hãng của hãng Daikin các bác nhá. Hãng này thì nó là một cái hãng điện máy chuyên sản xuất các cái thiết bị điện máy, và hôm nay nó về được một lô tương đối là đẹp, hàng mới tinh chưa qua sử dụng có nhá, thanh lý siêu thị rất là đẹp luôn. Đó, con này kích thước của nó là chiều dài là 50, rộng là 20 và cao là 30 các bác nhá. Đó, ở bên ngoài của nó thì có một ngăn này, hai ngăn, đó ngăn này là ngăn thứ hai nhá, đấy hai ngăn này, và ngăn này là ngăn thứ ba này, đó ngăn này là ngăn thứ tư, đó hai đầu hai ngăn và hai bên này là mỗi bên hai ngăn nữa. Bên ngoài tổng của nó là 6 ngăn các bác nhá. Đó, còn chưa tính ở giữa này. Giữa này là một ngăn to và có quai sách các thứ rất đàng hoàng nhá. Độ máy, độ trần của nó thì thôi rồi lựa mơi luôn. Đó, hàng của nó là hàng công ty. Nó máy để nó cho công nhân đi làm, cho nên nó khác với cái hàng chợ các bác nhá. Khác với hàng chợ. Ở dưới này là nó có đai hết các bác nhá. Đai cực kỳ là chắc luôn. Đấy. Nó có đai dày như này. Đó, rất chắc chắn, nói chung là không phải bàn rồi. Về chất lượng của nó là rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ các bác nhá. Đó, giá cực kỳ hạt rẻ. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá chỉ có 260k. Và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn, 260k, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Các bác liên mã cho em là túi đồ nghề Daikin các bác nhá. Túi đồ nghề của hãng Daikin. Đó, 260k, bao ship tới tận nhà luôn. Đấy, chiều dài của nó là đi 50, rộng là 20 và cao là 30 các bác nhá. Dài 50, rộng 20 và cao 30. Đấy, quai sách cực kỳ là to luôn các bác. Quai sách quai đeo rất là to luôn. Quai đeo to như này thì các bác dùng những cái hàng nặng, đeo những cái hàng nặng nó rất là thoải mái, không bị nặng tay. Đấy, và thứ hai là cái đít của nó này. Đít của nó thì nó máy trần cực kỳ là kỹ luôn, cực kỳ là dày dẫn các bác nhá. Nói chung là hàng tuyệt vời. Hàng này thì không thể chê vào đâu được các bác này. Đó, đai đít các thứ này. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Nói chung là ngon lành cành đào luôn. Giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho các bác, chỉ có 260k đã bao ship tới tận nhà cho các bác rồi. Đó, thì các bác có nhu cầu về cái túi đồ nghề Daikin này thì lên mã giúp em. Túi đồ nghề Daikin các bác nhá. Đó. Rồi, em xin sơ qua về các bác về cái túi đồ nghề như vậy để các bác nắm được. Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ đây. Đấy, các bác xem này. Đường máy, đường đai của nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Túi quai cực kỳ là to luôn. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai này quai sách này. Đấy, và quai đeo đây. Quai đeo cũng rất là to luôn các bác này. Đó, quai đeo đây. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, các bác có nhu cầu về túi. Bộ này là bộ dao nhật 7 món các bác nhá. Em sẽ lên để gửi tới quý bác anh chị. Bộ dao nhật 7 món thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 1.400.000. Đấy, 1.400.000. Hôm nay bên em xả kho thanh lý cho bác luôn là 1.200.000 và bao ship các bác nhá. 1.200.000 bao ship luôn. Em sẽ lên sản phẩm cho bác xem luôn. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác có thể liên hệ tới các số hotline của em trên tấm biển trên màn hình để được tư vấn. Em sẽ đi vào chi tiết. Đây em sẽ khui hộp cho bác xem luôn các bác nhá. Hàng đựng trong hộp như này. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện như thế này. Các bác dùng thì cực kỳ là chất lượng xịn sò luôn các bác nhá. Đó. Nguyên đai nguyên kiện này để các bác sử dụng nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Em cho bác xem luôn. Đó. Đây. Đấy, các bác liên mã cho em là bộ dao Nhật 7 món các nhá. Đó. Bên em có mẫu 6 món, mẫu 6 món thì nó là hàng chuyên Thái thì nó rẻ tiền. Còn bộ này thì nó là cả Thái cả chặt, và ngoài ra thì nó có cả giá đỡ luôn. Đấy, đây. Đây là cái giá đỡ của nó. Hàng thì là hàng nguyên hộp các nhá, hàng nguyên hộp siêu chất lượng luôn. Đây, đấy. Nguyên cái giá đỡ của nó là chất lượng rồi các nhá. Giá đỡ của nó đây. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đấy. Nguyên cái giá đỡ này của nó là 1kg các nhá, 1kg. Và đây là cái bộ dao của nó này. Đấy, bộ dao của nó thì bao gồm các cái món như sau. Đấy. Thì em sẽ lên dần cho bác xem. Đầu tiên em lên cho bác con dao thái này. Đấy, à con dao gọt này. Con này của nó đường kính của nó là 20cm các nhá. Đấy, đường kính của nó à chiều dài của nó là 20cm. Đấy, nó là con dao gọt. Con này thì bên em có bán lẻ. Con này bán lẻ là 90k nhá, hàng siêu sắc luôn này các bác này. Em dọc dưới bóng cho bác xem. Đó. Tận mắt các bác nhìn luôn nhá. Dao rất sắc các nhá. Đó. Chỉ lưu ý các bác là dùng dao này thì cẩn thận thì em tránh đứt tay không nhá, tại vì nó quá là sắc luôn. Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy các bác thấy không? Đó, rất ngon luôn. Cắm vào đây cho em. Món thứ hai. Món thứ ba là một cái kéo cắt đồ ăn các bác nhá, cắt thức ăn. Đấy. Hoàn toàn bằng thép trắng hết các bác nhá. Con này bằng thép trắng, không gỉ các bác nhá. Thép trắng không gỉ, cực kỳ là bền bỉ luôn. Hàng của thương hiệu Wattbo đây các bác này. Đó, Wattbo đây các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, tiếp theo là món thứ tư. Đó là một cái con liếc các bác nhá. Đây, con liếc ngoài dao. Con này thì các bác dùng dao từ 3 đến 5 năm mới phải cần đến dùng cái liếc này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Liếc ngoài dao. Đó, liếc ngoài dao siêu đẹp luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo là
sản phẩm thứ 5 đó là một cái con dao gọt thôi, một dao gọt đây. Đấy, con này của nó thì đường kính của nó là hơn 4 cm và chiều dài của nó là khoảng 31-32 cm các bác nhá. Phần cán này thì khoảng 10 cm. Đây, Wabo Japan này các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn. Con này thì bên em đang bán lẻ với cái giá là 220k mà bao ship các bác nhá. Đấy, nguyên lẻ con này là 220k. Lẻ con này thì các bác cứ cho tôi là cho tôi con lẻ, con dao Thái là bộ Wabo, con dao 220 các nhá, là bên em sẽ biết. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhá. Chất dao đây, thép trắng này, có đánh tổ ong để các bác cầm khỏi bị trơn tay các nhá. Dao sáng bóng đẹp luôn. Đấy, tiếp theo này em lên cho bác cái con dao chặt các nhá. Con dao chặt này thì là con dao chặt bản mỏng các nhá. Đó. Nó có hai loại, một con bản mỏng, một con bản dày. Đấy, Wabo Japan này các bác này. Đó đây. Hàng siêu chất luôn các nhá. Con nào cũng sắc như con nào hết các nhá, đều là sắc như nước hết các bác này. Đó. Test dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đó. Con thứ 7 này, món thứ 7 là một con dao chặt này. Con này thì bên em đang có bán lẻ nhá. Con này là 300 các nhá. Đấy. Con này thì bên em đang bán là 300.000 con này các nhá. Đấy. Con này bán lẻ là 300. Đấy. Cũng siêu sắc luôn các nhá. Đây. Đấy, con này bên em cũng bán lẻ nè, con này là 300 các nhá, rất sắc luôn. Hàng này thì nó vào khoảng 6 lạng các nhá, khoảng 6 lạng đây. Đấy, khoảng 6 lạng. Dao là thép trắng, cực kỳ dày dẫn luôn. Đó đây. Hàng của Nhật các bác này, rất chất lượng luôn. Đó. Thì một bộ như này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 1 triệu. Đây. Các bác lên mã cho em là bộ dao Nhật các nhá. Đó. Bộ dao Nhật 7 món, lên mã cho em là dao Nhật 7 món các nhá. Đó, dao Nhật này. Dao Nhật 7 món. Dao Nhật 7 món. Bên em đang bán là 1.400.000. Xả kho thanh lý cho bác 1.200.000 và bao ship các bác nhá. Bao ship luôn. Đó. Đấy. Các bác xem rõ nội dung nhá. Dao Nhật 7 món này, 1.400.000, xả kho thanh lý cho các bác luôn là 1.200.000 và bao ship các bác nhá. Đó. Đây, sản phẩm chọn bộ của nó như này các bác nhá. Chọn bộ sản phẩm của nó đây. Đấy. Một cái giá đỡ này, đó, một cái giá đỡ này, một cái kéo này, một cái liếc này. Đấy, bốn con dao, một con dao gọt, một con dao thái, một con dao thái bản to và một con dao chặt. Đó, một bộ dao này rất chất lượng luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái một số cái hàng búa đinh các bác nhá. Bên em cũng mới về. Đấy, búa đinh rồi khò ga rồi mũi khoan đa năng và mũ lính Mỹ thì em mới lên rồi. Mới lên lúc trưa nay rồi các bác nhá. Đó. Thì em sẽ lên tiếp tục để gửi tới quý các bác anh chị nhá. Đấy, đầu tiên là em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan đa năng đây. Mũi khoan đa năng hàng của Japan đây các bác này. Đó, Japan đây. Đó. Một bộ này thì bao gồm là 6 mũi thôi nhá. Một bộ này là 6 mũi này. Đó, 6 mũi bao gồm là 6 này, 6 cộng này, 8, 10 và 12. Đấy, các cái kích thước của nó đây nhá. 6 6 cộng 8 10 12, 170k và bao ship đó, giá đây. Và em sẽ cho các bác xem sản phẩm luôn. Đây, mũi khoan đa năng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũi khoan đa năng Nhật. Nó là dòng mũi mũi khế các bác nhá. Đấy, các bác có thể khoan được mọi chất liệu cho em. Đó, mũi rất là đẹp luôn. Nó rất sắc bén các bác nhá. Hàng mũi mũi khế hàng của Nhật các bác này. Mũi khoan đa năng các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 170k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là cái khò ga của Nhật này. Thì bên em đang có hai mẫu như này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó. Thì cái con khò ga trắng này thì các bác lên cho em là khò ga nhỏ các bác nhá. Đấy, khò ga nhỏ và khò ga to. Bên em đang có hai mẫu. Đấy, khò ga nhỏ và khò ga to. Đấy. Con nhỏ này thì bên em đang gửi tới các bác là 100k một con các bác nhá. Đó, 100k một con này. Đấy, còn con khò ga to này thì bên em đang gửi tới các bác là 180k. Con to này thì 180k bao ship các bác nhá. Đó, 180k bao ship. Còn con nhỏ thì là 100 không bao ship các bác nhá. Đó. Đây, thì con này nó là hàng tự đánh lửa các bác này. Đó, tự đánh lửa đây, đánh lửa tự động các bác nhá. Đó, đây các bác thấy không? Nó là dòng đánh lửa tự động hết. Hai con này thì đều là hàng Nhật nhưng mà nó có là một mã to và một mã nhỏ. Đấy thì các bác bảo cho tôi cái khò ga to, khò ga nhỏ là được. Đấy, con to này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k. Đấy, còn con nhỏ này là 180k các bác nhá. Đấy, con nhỏ này thì con nhỏ này không bao ship. Còn con to này là 180k, bao ship các bác nhá. Đó, khò ga. Đấy, sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay. Đó là cái búa đinh. Thì đầu tiên là em lên cho các bác cái búa này là mã của nó là D1 các bác nhá. Đó, D1 bên em bán là 100k các bác nhá. 100k con búa D1 này. Đó. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đó.
Đấy thì con này là các bác lên cho em là búa D1 các bác nhá. Búa D1 bên em đang bán là 100k các bác nhá. Đó, 100k một con này. Đấy. Con này thì bên em ký hiệu là D1 100k và hôm nay bên em chương trình khuyến mại bao ship cho bác luôn nhá. Một con búa như này 100.000 bao ship gửi tới tận tay quý các bác anh chị luôn. Đó, hàng của Nhật các bác này. Đó đây, Japan này các bác này. Đây. Đấy, Japan này các bác nhá. Chữ khắc chìm trên thân luôn các bác nhá. Japan đây. Đấy các bác thấy không? Đó, rất ngon lành luôn, 0,25 kg. Búa thì được làm bằng từ thép trắng và cán của nó là sợi thủy tinh bọc cao su các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. 100k bao ship, giá cực kỳ êm ái luôn. Đấy, con thứ hai là cái con búa dài các bác nhá. Hai con này thì đều nhổ đinh được, đều là 0,25 kg. Đấy, một con cán ngắn, một con cán dài. Con này thì bên em ký hiệu nó là D2 và bên em đang bán là 120k và cũng bao ship luôn các bác nhá. Đó, 120k bao ship cho quý các bác anh chị luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là búa D2 120k và bao ship luôn các bác nhá. 120k bao ship luôn. Đó, các bác lên mã giúp cho em là búa D2 các bác nhá. D2 120k và bao ship luôn. Đó, hàng siêu chất luôn. Đấy, rất chất lượng luôn các bác này. Đây, cũng Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy, Japan này các bác nhá. Đó, 120k bao ship. Con này thì cán của nó dài vào khoảng là 30 cm các bác nhá. Cả cán cả búa dài khoảng 30 cm, 0,25 g các bác nhá. Đó. Tiếp theo là em lên cho bác con này là con D3 các bác nhá. Con D3. Đấy, con này thì bên em bán là 160k và cũng bao ship luôn các bác nhá. 160k bao ship luôn. Đó, riêng dòng búa thì hôm nay bên em là bao ship hoàn toàn. Đấy, con này của nó là nặng 1 kg các bác nhá. Nặng 1 kg. Đó, 1 kg. Đấy, các bác lên mã cho em là búa D3 các bác nhá. Búa D3. Đấy, búa D3 nặng 1 kg. Đấy, bên em có 3 dòng búa khác nhau. Đây, Japan khắc chìm hẳn hoi các bác nhá. Siêu chất luôn. Đó, đây. Chữ Japan dập chìm này các bác này. Rất chất lượng luôn. Đấy. Hàng của Nhật, mã tem, mã vạch đàng hoàng các bác nhá. Siêu chất lượng luôn. Bác lên cho em là D3. Đấy, 160k bao ship cho bác luôn. Đó. Sản phẩm thì còn rất nhiều nha, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành quý bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào lại quý bác anh chị video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn.